có mình em ăn thôi. À, mình em ăn thôi. Dạ. Vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình? Dạ, cái điểm mạnh đó là em rất tự tin với tài nấu ăn của mình. Ừ. Mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi, còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác. Ừ. Nên tức là cái điểm mạnh điểm yếu của em chung quy là vụ nấu ăn thôi. Dạ, không có yếu không có mạnh gì hết, có vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho ăn mai cho nấu hết. Dạ, cái này không thành vấn đề đâu chị. Nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được, cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Ừ. Bây giờ có bồ mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ. À. Dạ, em có làm thích người ta mà em không dám nói, nên chỉ là đơn phương thôi chị. Dĩ hả? Rồi sau này em có tìm hiểu một bạn, nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí, nó không có phù hợp á, cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa. Mà tìm hiểu trong bao lâu? Dạ được khoảng hơn 2 tháng ạ. Hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính thì dừng lại cho rồi. Ừ, dạ. Đúng không? Ừ. Rồi là tinh khôi đó, em là tinh khôi đến với chương trình. Dạ. Giới thiệu về mình. Dạ, em chào chú Hồ, chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và các bạn khán giả. Em tên là Phan Xuân Hiền, năm nay em 26 tuổi. Ừ. Em là giáo viên tiếng Anh. Ồ, vậy hả? Dạ. Dạ, em dạy ở dưới Long An, trường Trung học Phổ thông Năng khiếu Tân Tạo. Ồ, có nghĩa là mình ở dưới Long An rồi, còn nhà mình ở đâu? Dạ, ở dưới Long An luôn. Ở dưới Long An luôn? Dạ. Còn em trai? Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào quý vị khán giả và gia đình hai bên. Em tên là Nguyễn Hữu Học, em 27 tuổi và em đến từ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Em là đồng hương của anh Quyền Linh nè. Rồi, em làm gì học? Dạ, em đang làm bên bộ phận sản xuất của một công ty may mặc ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ạ. Cụ thể là em làm gì, kỹ thuật hay là dạ, kinh doanh hay là... Ở bộ phận bên thành phẩm, thành hình của sản xuất về vali. À, về vali, rồi. Dạ. Vậy một người ở Đức Huệ, một người ở Mỹ Tho. Thì đi cái vị địa lý nó khoảng... 50 cây số, 60 cây số gì đó. Ủa xa dạ. Vậy á hả? Ừ. Cũng không xa lắm đâu anh, nếu mà vì nhau thì khoảng cách không hề vấn đề ạ. À? À đúng rồi, tình yêu nó có khoảng cách. Vậy là em sẽ chủ động trong cái khoảng dạ, cách đó đúng không? Dạ, dạ em sẽ chủ động. Ừ. Nói chị Vân biết ưu điểm khuyết điểm của mình đi học. Em mọi người xác em là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần. Là em rất là thân thiện với mọi người, hay quan tâm giúp đỡ người khác. Mà nhược điểm thì em hơi ít nói một tí. Rồi em hay quên chị. Vậy hả? Dạ. Có nhiều hôm lâu lâu em xem điện thoại á, em lướt Face rồi em đọc tin tức xong rồi cái em cũng quên luôn. Ừ. Cái khoảng nửa đêm cái em giật mình dậy và em đi quýnh răng rồi em vào ngủ tiếp. Rồi em, còn em thì sao? Điểm mạnh của mình, điểm yếu mình là gì nè? À, dạ điểm mạnh điểm yếu thì em xin kể câu chuyện vui vậy. Là hồi xưa lúc em còn học đại học á, thì tụi em ở ký túc xá thì em có nấu ăn cho các bạn trong nhóm ăn. Thì mấy bạn ăn rất là ngon, mấy bạn thưởng thức rất là vui vẻ. Nhưng mà tới hôm sau thì có một bạn nhập viện bởi vì bạn đó bị truyền nước. Nên sao vậy? Dạ em không biết, tất cả mọi người ăn rất là thoải mái, rồi bạn đó bị bệnh đau dạ dày hay sao á. Nên thành ra từ đó về sau là bạn bè em không cho em nấu ăn nữa, em chỉ rửa chén thôi. Vậy hả? Dạ. Tự nhiên một mình bạn đó không có lý do bị đau bao tử mà em bị lãnh hậu quả là không được nấu ăn luôn. Dạ thì em nghĩ là em nấu được, có mình em ăn thôi. Mình em ăn thôi. Dạ. Như vậy có nghĩa là theo em cái đó là giờ là thành điểm mạnh hay điểm yếu của mình? Dạ cái điểm mạnh đó là em rất tự tin với tài nấu ăn của mình. Ừ. Mặc dù là em chỉ mình em ăn được thôi. Còn điểm yếu là có thể là nó không hợp khẩu vị với người khác. Ừ. Nên tức là cái điểm mạnh điểm yếu của em chung quy lại vụ nấu ăn thôi. Dạ. Ta không có yếu không có mạnh gì hết. Có vụ nấu ăn không biết ngon hay dở mà không cho ăn ai cho nấu hết. Dạ cái này không thành vấn đề đâu chị. Nếu mà nấu ăn thì em nghĩ là em cũng có thể nấu ăn được, cho nên em và bạn có thể cùng nhau nấu ăn. Bây giờ có bồ mấy mối tình rồi? Dạ em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết ạ. Dạ em có làm thích người ta mà em không dám nói, nên chỉ là đơn phương thôi chị. Gì hả? Rồi sau này thì em có tìm hiểu một bạn, nhưng mà bạn nữ thì hơi khó tính một tí, nó không có phù hợp á, cho nên em mới dừng lại không có tìm hiểu nữa. Mà tìm hiểu trong bao lâu? Dạ được khoảng hơn 2 tháng ạ. Hơn 2 tháng đeo đuổi mà thấy khó tính quá thôi dừng lại cho rồi. Đúng dạ. Không? Ừ. Gọi là tinh khôi đó, em là tinh khôi đến với chương trình. Dạ. Để chị hỏi bên đây coi nha. Dạ dạ. Sao nè? Dạ em cũng lẻ bóng lâu năm. Lẻ luôn tới giờ? Dạ. Lẻ bóng quanh năm luôn. Hết luôn. Ừ, đó đây nè. Nè. Cái mặt đẹp như vậy, có duyên như vậy. Dạ, mà lẻ bóng không coi tin nổi. Dạ, không? Cảm ơn. Cái nét này là nét của cô Phương Hồng Quế á. Dạ. Xinh mà. Hay làm theo không chịu? Ê, dạ ở nhà có làm mai một anh mà tuổi không hợp, nên thành ra là không có tiến tới được. Rồi, bây giờ lẻ bóng luôn. Bây giờ muốn một cái người hợp lý của con như thế nào? Dạ cao khoảng 1m7 đến khoảng 1m75. Ừ. Tại con cũng cao 1m65, 1m64. Ừ. Rồi. Dạ rồi bạn đừng có mập quá. Hồi xưa là con bị béo phì, sau đó mới tập thể dục nó mới cải thiện được vóc dáng như bây giờ, nên con ngán mỡ lắm rồi.
nói chuyện chạnh lòng bay. Thế ông Mai ông cười sung sướng không? Ông nói là bởi mình phải kính kẻ, mình đừng có để cho chúng thắng lợi, hiểu dạ không? Đây đừng bao giờ nhắc chữ mập với chữ mỡ. Tại vì nữa nè, về nè nè. Dạ. Tóc tai sao nè? Dạ tóc thì bình thường thôi. Nói chung là đừng có dài quá là được. Đừng nhưng có để tóc kiểu lãng tử phồng phồng phồng. Tóc hay nhiều nè. Dạ tóc thì đừng hói quá. Đó. Dạ. Né chữ hói luôn đi. Bên đó người ta cũng kỵ chữ hói dữ lắm á. Nhà trai mình đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm bên nhà gái vậy? Dạ em nghĩ là chắc khoảng 70% anh. 70% đúng không? Dạ. Cũng được rồi. Rồi bây giờ mình muốn tìm người yêu thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn nữ có tóc dài, có xinh, dễ gần, có bạn, nói chung bạn vui vẻ, có luôn, bạn lúc nào cũng có suy nghĩ tích cực, truyền nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống anh. Có đó, bạn này thấy là có năng lượng rồi. Dạ. Đúng luôn đó. Mừng quá anh. Mừng quá. Dạ. Bây giờ em đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ, với chị họ. Rồi chào mẹ của Học, chào cả nhà. Chào cô. Giờ mình có ý kiến coi dâu tương lai thế nào. Tôi xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ chào chị. Dạ tôi là mẹ của Hữu Học. Hôm nay đến đây thì tôi thấy cháu gái này cũng xinh, nhưng mà giờ mẹ nói là mẹ trông cho hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, để cho mình sớm trở về một mái ấm gia đình. Dạ rồi, cảm ơn nhà trai. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân, anh Học và khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì con tên là Trang, là bạn chung đại học với Hiền, nhưng mà con không có nằm trong cái nhóm nấu ăn. Dạ. Thì con thấy là những cái tiêu chí mà anh Học này kể ra thì con nghĩ là Hiền chắc phải 90-100% luôn, y chang những gì anh nói. Mà anh cho em hỏi là anh có hay đi du lịch không anh? Thì có thời gian rảnh đó mình cứ đi du lịch thôi. Dạ, tại vì nhóm em cũng hay tổ chức đi du lịch chung á, thì hy vọng là anh và Hiền sẽ cho nhau cơ hội để bấm nút tìm hiểu nhau. Và trong những chuyến đi du lịch tiếp theo của nhóm á, thì sẽ có anh làm tài xế riêng cho Hiền. Tại vì tụi em cũng không trông cái điều này lâu lắm rồi anh. Chở hoài cũng mệt đúng không? Đúng rồi, bạn này cứ phải chở hoài. Trời ơi, rồi yên tâm, nay có Học chở rồi ha. Cảm ơn nhà trai nhà gái. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Dạ. Anh từ đây đã thích em rồi, chỉ mong hai ta thành đôi. Em nhà ở đâu đây? Cứ tới cứ lui trong tim anh chẳng nhớ đường về. Cứ khiến cho anh giờ đây phải ngắm rồi nhìn vì thích em rồi. Anh có món quà tặng em, mong em sẽ luôn được nhiều niềm vui với món quà này. Dạ em cảm ơn. Tấn công liền vậy đó hả? Trời ơi, con nó hợp ghê không? Ừ. Muốn biết người ta mặc đồ này hay sao, mua con heo hả? Dạ chắc có thần giờ cách cảm quá chị. Thiệt luôn á nè, coi nè. Nhưng mà tặng đi. Dạ em có quyển sách tặng anh. Cái quyển sách này tên là Bí mật của may mắn, đố anh chứ bí mật của may mắn là gì? May mắn có bí mật gì? À may mắn là bí mật của nó là anh nghĩ là nó giờ chính thần bản thân mình. Giờ chính thần bản thân mình. Ừ, high five. Rồi, anh cảm ơn em nha. Dạ. Rồi, cũng hợp vậy, còn này nữa. À, cái này một bản danh sách để em chuẩn bị riêng. Em lát nữa mình sẽ trao đổi cùng nhau. Dạ. Bắt đầu đi, hai em cảm nhận về nhau thế nào? Anh có thấy em là mẫu hình lý tưởng của anh không? Đúng rồi, em là mẫu hình lý tưởng anh đang tìm. Dạ. Đúng rồi, anh thích một cô gái tóc dài, vui vẻ, thân thiện, có nụ cười tươi như em vậy đó. Dạ, em cảm ơn. Em thì thấy anh cũng được khoảng 70% cái mẫu hình lý tưởng mà em đưa ra. Hôm nay đến đây anh có chuẩn bị một bản gọi là danh sách á, các câu hỏi thôi. Để mình thông qua các câu hỏi này mình có thể hiểu nhau hơn á em. Dạ. Thì anh mời em tham gia cùng anh nha. Dạ. Câu hỏi đầu tiên là em có thích đi ăn uống, cà phê tâm sự cùng bạn bè không? Dạ em có thích đi cà phê, em thích đi ăn uống nhưng mà em không thích cà phê, em thích trà sữa. Không, trà sữa thì ngọt ngào em, ngọt ngào như em vậy. Anh cũng thích nữa. Dạ. Cái này thì hợp nhau rồi đó. Dạ. Nhớ vào. Thôi. Câu thứ hai. Em ơi, có thích làm các công việc nhà không? Làm công việc nhà thì em giỏi nhất là rửa chén. Còn các công việc khác thì sao em? Em cũng biết quét nhà, em cũng biết làm công việc nhà. Không sao, cái này anh cũng làm được. Cái gì mình nếu mà mình về chung một nhà thì mình sẽ cùng nhau làm cái công việc nhà. Dạ, dạ. Rồi lít vô. Dạ, nhấn vô. Em là mọi người hướng nội hay là hướng ngoại? Dạ, em hướng ngoại. Cũng tương đối phù hợp đó. Tại vì anh thích một cô gái cũng có một chút gì đó của truyền thống, nhưng mà cũng đôi lúc cũng phải hiện đại chứ. Dạ. Mình làm mới mình lên. Dạ. Trong cuộc sống hay công việc á, có những khi nóng giận không được kiềm chế được thì em sẽ làm gì?
Dạ em đi ngủ. Thì ngủ vậy là ngủ phải không? Ngủ dậy thì còn đi ăn và uống trà sữa. À dạ, trà sữa thích là đam mê em ha. Dạ trà sữa Hương Chi. Thích vô Chi luôn hả? Em đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân chưa? À dạ có. Anh cũng sẵn sàng rồi, anh đợi lâu lắm rồi. Thích vô. Em nếu mà mình kết hôn thì em có quản lý tài chính không? Dạ cũng có thích quản lý tài chính, nhưng mà em nghĩ là cái quan điểm đó là cái việc quản lý tài chính thì hai vợ chồng cùng nên làm. Không để một người phụ nữ làm hết được. Đúng rồi, anh cũng đồng ý nữa. Dạ. Mình có thể cùng nhau. Em có yêu động vật không? Dạ có. Em thích con cat, à con mèo á. À con với mèo. Lại con chó. Anh cũng thích hai con đó nữa, nhà anh nuôi rất nhiều chó. Dạ. Em ơi, nếu mà mình kết hôn rồi em thích là bé trai hay bé gái? Có thích nhiều bé không? À cái này em có nghĩ tới là em thích sinh đôi. Sinh đôi lận hả? Dạ, từ nhỏ tới lớn em cứ thích là sinh được một cặp sinh đôi vậy đó. À, hay cho trai gái cũng được, thích sinh cặp sinh đôi. Sinh đôi là có hai bé, ví dụ mình mua đồ gì mình cũng mua đồ đôi này kia nó hợp. Dạ dạ. Dễ thương ha, hai đứa giống nhau ha. Dạ. Anh cũng thích nữa. Thích vô. Dạ. Thích vô. Rồi hết. Hôm nãy giờ qua các bạn này thấy mấy cái câu hỏi này là mình khá là hợp nhau đó. Ừ. Có nhiều sở thích cũng giống nhau nữa. Thì anh cũng hy vọng là thành công ha anh. Đúng phải thành công em. Có ký vô đây không? Ký tên thì được gì nè? Ký tên tàu thì có như là nếu là đảm bảo mình sẽ sao này mình sẽ hợp với nhau nhiều hơn. Chốt đơn hả? Chốt đơn đó. Ừ, ký đi đem qua ký đi. Chốt đơn bấm nút á. Trời thì mình ký tên đi. Ký tên bên trái đi, anh sẽ ký bên phải nha. Dạ rồi. Cưng quá à, hai đứa dạ, này nếu mà thực sự mà hợp với nhau đến với nhau á là giữ cái bản này nè cho đến khi nào mà con nó lớn lên đó. Hồi đó ba mẹ đến với nhau như vậy hả? Dạ gì em soạn nội dung, tại vì em muốn tất cả mọi thứ phải là hoàn hảo chỉnh chu anh, nên em chuẩn bị trước thôi. Nguyên kịch bản gì luôn hả? Em thức hai đêm để em sợ xem lại gần 500 số của bạn muốn hẹn hò đó anh, để em xem lại. Vậy muốn mọi thứ của mình phải là hỏi chỉnh chu nhất, hoàn thiện nhất đó anh. Đây là chỉnh chu nhất rồi đó hả? Dạ. Còn kịch bản này là gì? À, em chuẩn bị cái nội dung thôi anh. Bước ra sẽ cúi đầu chào khán giả, nắm tay trái co lại trước ngực. Sau khi anh chị MC mời giới thiệu, em sẽ nói lời nói đầu tiên, cho phép em gửi đến lời chúc sức khỏe. Trời, trong kịch bản luôn vậy đó hả? Em tên, em sẽ nói rằng em tên là Nguyễn Hữu Học, em 26 tuổi. Trời này cũng viết vô luôn vậy, kỹ dễ sợ luôn. Đúng là nguyên kịch bản dài luôn ơi. Dạ, 6 trang lượng anh. Khi mới mở rào ra em sẽ tiến tới hát. Em nhà ở đâu thế? Đừng anh lỡ làm ý kịch bản luôn vậy đó. Rồi bây giờ Học tiến tới nắm tay cô gái, nói cái gì đó thật là ngọt ngào, êm dịu coi. Nắm hai tay cô gái. Nắm tay em nha. Dạ. Tay khá ấm và mềm. Dạ. Thì anh có chuẩn bị một bài hát. Ban đầu anh cũng chưa có biết là quê em ở đâu. Dạ. Nên bài hát này là bài anh thích. Dạ. Mặc dù hát không hay nhưng sẽ hát tặng em và tặng quý vị khán giả, tặng anh Quyền Linh và chị Hồng Vân nữa. Rồi. Dạ em xin hát bài Phải Làm Cô Gái Bến Tre. Dạ em qua Long An sửa lại nha. Bầu sáng pha rạch miếu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu màu hương như áo cô dâu. Áo bầu đo cánh kiến, da bầu vàng phù sa, mắt người xanh nước biển, tim bầu hồng lộng qua. Dạ hay quá. Bạn gái hát tặng bằng tay đi. Dạ gì em thích nhạc tiếng Anh đó nên hát một đoạn ngắn. Ừ, đúng rồi, hát đi. Nắm hát tay, hai người vẫn nắm tay nhau. Dạ. Đừng buông tay ra để cảm xúc lan tỏa coi. Dạ. You are my sunshine, my only sunshine. You have made, you make me happy and sky will rain. You never know, dear, how much I love you. Please. Không, có câu đó thì em chịu. Don't text my sunshine away. Là gì em hiểu không trai? Dạ. Anh hiểu nói gì không? Dạ, em hiểu với anh. Hiểu sao, nói gì vậy? Cái bài hát đó bạn đó là anh là ánh nắng mặt trời của em. Thì có câu I love you. Là em thích anh vậy đó. Chung là lời bài hát thôi anh, nhưng mà nghe nó cảm động. Rung động. Tim đập phình phình. Hạnh phúc quá anh. Được rồi. Em cứ thích là em bấm nha, không chờ đợi gì cả. Mình bản lĩnh đàn ông cứ thích là bấm thôi, còn quyền bấm nút hay không là do người. Thôi đừng nói nữa rồi xong hết rồi đó. Hai đứa mình bây giờ là như cái người mà vô hình rồi đó. Chính thức là hẹn hò với nhau rồi đó. Dạ. Nắm tay nhau thế nào? Dạ. À,
nói chuyện với ba mẹ của bạn gái đi. Dạ. Hai bác đang coi truyền hình đó. Cho con xin phép được làm tìm hiểu và làm quen với em Hiền. Con hứa sẽ quan tâm chăm sóc em, không để cho em Hiền phải buồn đâu ạ. À. Sai bác cho con hôn em một lần. Chị hôn nữa nha. Dạ dạ. Dạ. Này má, tao chơi hôn vô tóc, hôn má. Dạ. Hôn nữa nha. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân. Cảm ơn đến quý vị khán giả, cảm ơn ekip và ban biên tập sản xuất chương trình rất nhiều ạ. À. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn. Quá rồi, hai đứa dắt nhau đi. Tìm đây, tìm đây.